Hello mọi người ha, hôm nay mình quay cho mọi người xem về cái vườn ươm cà pháo bên mình nha các bạn. Thì nay nó cũng đã được là 20 ngày tuổi rồi nè, mọi người xem. Cây của nó cũng rất là ok nha các bạn ha, mình nhỏ lên cho các bạn xem một cây nha. Đây, nó đã ra được những cái rễ như thế này rồi nha các bạn. Đó. Cỏ này thì chúng ta cũng có thể là bứng được trồng rồi nha mọi người ha. Tại vì ở đây mình có miếng lưới các bạn, mình nhỏ lên nó cái sơ dừa nó không có dính á. Chứ thực chất đó, khi mà mình nhỏ lên các bạn là cái sơ dừa là nó sẽ dính nha mọi người ha. Đó, cỏ này thì chúng ta có thể là bứng trồng được rồi. Từ ngày ươm đến ngày mà bứng trồng thì khoảng đâu là 30 ngày nha các bạn ha. Nhưng mà cái này mình mới 20 ngày thôi. Hiện tại là những cái cây bên đây nè nó vẫn còn nhỏ nha các bạn. Thì ở đây thì chúng ta cũng có thể là tưới phân cho nó cũng được nha mọi người ha. Ở đây thì chúng ta tưới phân là DAP. Thì chúng ta ngâm cái phân DAP các bạn là 1 kg phân DAP chúng ta ngâm cho nó là 5 lít nước. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy là 100c của cái phân ngâm đó pha với cái thùng dồi là 10 lít nước để chúng ta tưới nha. Ở đây mình có cái thùng dồi nè, nó không, mình cũng hay tưới phân cho nó lắm. Cái mình tưới phân cho nó các bạn là giúp cho cái cây cà pháo của mình á là nó được xanh nha mọi người ha. Cái lá nó được xanh. Ở đây mình dở nó lên để mình nhổ lên cho mọi người xem ha. Ở đây mình đang cầm điện thoại á, rồi cái mình vừa quay các bạn thì nó hơi khó khăn xíu. Đây, khi mà chúng ta nhổ thì nó sẽ lên như thế này nha các bạn ha, nó sẽ dính cái sơ dừa vô đây nè. Đó thì cái này mình sẽ dọng lỗ cái đất của mình đó các bạn bỏ tro hoặc là sơ dừa, sau đó các bạn trồng thôi, nó rất là đơn giản như vậy thôi. Về phần hạt giống thì các bạn cũng có thể là liên hệ mình ha để các bạn mua cái hạt giống để các bạn trồng ha. Cái này nói chung là cũng trồng thì khoảng đâu là 25 đến 30 ngày là mình bứng ra mình trồng được rồi. Thì bạn nào gấp thì khoảng đâu là 20 ngày. Cỡ này là các bạn có thể trồng ha. Đó. Ở đây mình làm một cái lưới mùng cho nha các bạn. Rồi hôm nay mình tháo rồi, còn này mình còn cái lưới gà. Tính lấy mấy cái tàu dừa các bạn mình che lại. Cây cỡ này thì các bạn là nên cho nó tiếp xúc với nắng là được rồi, tại vì nó cho nó quen mọi người, sau này mình bứng ra mình trồng á thì nó sẽ ok hơn ha. Nói chung là nó chịu được cái ánh nắng. Và giống bên mình á là giống chịu nhiệt nha mọi người ha. Có nghĩa là các bạn vừa trồng được ở ngoài nắng mà các bạn vừa trồng được ở trong cái bóng mát luôn. Mình đã quay được những cái mô hình mà trồng ở trong cái bóng râm á cho các bạn xem rồi. Và thậm chí là quay những cái mô hình trồng ở ngoài nắng luôn. Nói chung là có hết nha mọi người ha, trên kênh á. Cái này thì nó mình gieo nó hơi dày nè, nó. Cách gieo mà để cho nó không dày các bạn có thể trộn cái hạt giống của mình á với cát hoặc là cái tro đen á, sau đó thì các bạn làm cái vườn ươm cho nó rộng ra. Ở đây mình làm nó rất là chật nha mọi người ha. Tại vì mình cũng chuẩn bị mình bứng mình trồng rồi á, thành ra mình ươm như thế này. Cỡ này thì mình tỉa những cái cây mà bự trước nè, mình trồng thì sẽ có những cái cây con các bạn thì nó sẽ lồi lên. Ở đây có một số cây con nè, thấy không? Đó. Đây là mọi người xem. Đó. Cây con bên đây, đó. Thì khi mà chúng ta nhỏ những cái cây bự á thì cây con thì nó sẽ lồi lên là được rồi. Rồi chúng ta có thể là tưới dưỡng phân. Ở đây gì cây còn nhỏ thì chúng ta sẽ không có xịt dưỡng nha mọi người ha. Ví dụ như Atonis với Comcat á, thông thường là những cái loại đó là nó kích rễ, nhưng mà nó cũng làm cho cái cây của mình là nó sẽ bị ốm và tông ha. Chúng ta không xịt mà chúng ta sẽ đi những cái dòng phân DAP thì mình cũng có đã chia sẻ cho mọi người lúc nãy đó. Rồi thì đây là một số kinh nghiệm của mình khi ươm hạt giống cà pháo ha. Rồi thì mình cũng xin được mến chào nha. Bạn nào cần hạt giống thì cứ liên hệ mình.